Thưa quý vị, từ 18 giờ chiều ngày 20 tháng 3 đến 18 giờ chiều nay 21 tháng 3, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 692 ca COVID-19. Trong số này, 590 ca phát hiện khi cách ly tại nhà và 102 ca trong cộng đồng. 102 ca cộng đồng ghi nhận trong 24 giờ qua có 76 ca tại quyền Tiêu Học, thị xã Phú Mỹ và quyền Công Đảo cùng ghi nhận 8 ca, thành phố Bà Rịa 5 ca, quyền Đất Đỏ 3 ca, quyền Hồng Điền 2 ca. Cả tỉnh hiện có 256 ca đang điều trị tại bệnh viện với 36 ca nặng, 11.184 ca điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi hiện là 90%.